Lời nói đầu tiên, thay mặt ban tổ chức chương trình giao lưu dân vũ khiêu vũ An Nhân Đông, thị trấn Tứ Kỳ, Hoa Mai Tiên Động, Trúc Văn Minh Đức xin được gửi tới các quý vị đại biểu khách quý, quý vị khán giả cùng các thành viên các câu lạc bộ lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Với mong muốn rèn luyện sức khỏe, thể chất, tinh thần, tăng cường giao lưu.
tuyệt vời quá. Xin được trân trọng cảm ơn tiết mục mở màn rất ấn tượng và sôi động. Tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng đến với điệu Vững Say qua phần biểu diễn của câu lạc bộ khiêu vũ Hoa Mai Tiên Lộc. Tiết mục thứ ba sẽ là vũ điệu Từng Cho Nhau đến từ câu lạc bộ khiêu vũ An Ninh Đông. Thank you.
quý vị đại biểu, khách quý cùng khán giả cho một tràng vỗ tay nồng nhiệt để chào mừng tiết mục kiều vũ đến từ An Nhân Đông. Những cô gái chúng ta rất là rực rỡ và trẻ trung.
trời sáng thắm mình bên nhau cùng hòa chung câu hát đông xuân thì tắm xa những nhà thơ lâu lòng anh nghe sao xưa ta say cùng anh trăng cùng buồn sao lấp lánh trên trời đi vào sao ơi hãy sớm sau đi tìm ta Thank you.
Đây là một tiết mục rất sôi động và có ý nghĩa. Tôi xin đề nghị quý vị đại biểu cùng quý khán giả cùng hòa nhịp với câu lạc bộ Trúc Phan Minh Đức trong vũ điệu Đất nước chọn niềm vui. Oh.
Tiếp theo sẽ là tiết mục Như Khúc Tình Ca đến từ câu lạc bộ khiêu vũ An Nhân Đông. Thank you.
thưởng thức tiết mục khiêu vũ trên nền nhạc ca khúc Chiều Lên Vạn Phượng qua phần trình bày của câu lạc bộ khiêu vũ Hương Mai Tiên Động. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị đại biểu và quý vị khán giả cùng thưởng thức tiết mục khiêu vũ trên nền nhạc disco đến từ câu lạc bộ khiêu vũ thị trấn Tứ Kỳ. Tôi còn rất dài, nhưng vì điều kiện thời gian nên xin phép bữa tiệc âm nhạc được khép lại tại đây.
đây. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn các diễn viên, các vũ công đã mang đến những tiết mục vô cùng mãn nhãn. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã cổ vũ nhiệt tình. Một lần nữa, xin chào và hẹn gặp lại. Ngay sau đây xin kính mời tất cả các diễn viên đến từ 4 câu lạc bộ. Chúng ta di chuyển đến sân khấu để chụp ảnh lưu niệm. Xin kính mời. Ô, cả bảo. Ô, kiểu như thiếu sao ấy.